Xin chào các bạn, tiếp theo cái bài mà STM8S105C6 giao tiếp với ma trận phím á, thì mình sẽ đi vào bài số 2. Mình viết chương trình là giao tiếp với ma trận phím 4x4 nè, và mình sẽ hiển ký tự bàn phím lên cái LCD 16x2. Thì trong thực tế bạn người ta thường sử dụng cái phương pháp quét phím để mình đọc cái một cái ma trận phím vào cái vi điều khiển của mình. Ví dụ như là ma trận phím là 3x3 này, hoặc là 5x3, hoặc là 4x4. Thì đầu tiên là sơ đồ kết nối LCD 16x2 nè. Rồi sơ đồ kết nối với ma trận phím nè. Thì ở đây mình có ma trận phím mình là 4 hàng và 4 cột. Thì 4 hàng của mình là ở cái chân BA3, BA4, BA5 và BA6. Thì BA3 là hàng thứ nhất, cho đến là BA6 là hàng thứ tư. Rồi mình có cái cột của mình thì cột thứ nhất là ở BD1 nè. Cột thứ hai là ở chân BD2, cột thứ ba là ở chân BD3 và cột thứ tư là ở chân BD4. Thì mình sẽ kết nối với vi điều khiển ở cái hàng và cột. Thì bình thường các bạn, cái hàng của mình sẽ là mức 1, thì do mình nối con trở 10 kg lên nguồn nè. Rồi là mình sẽ tiến hành là quét phím. Thì phương pháp quét phím là như thế nào? Thì khi mà chưa nhấn phím là cái hàng của mình từ hàng 1 đến hàng thứ tư thì sẽ là mức 1. Rồi là mình sẽ gửi ra cái mức 0 cho cái cột 1 cho đến cột thứ tư. Tức là tại một thời điểm các bạn, bạn gửi cái dữ liệu 0 ra cho cái cột thứ nhất nè. Còn cái cột thứ hai đến cột thứ tư thì bạn gửi cái mức 1. Do đó là khi mà bạn gửi mức 0 cho cột thứ nhất á, thì khi mà bạn nhấn cái phím từ S1 cho đến S13 thì là giao điểm của cái cột thứ nhất này với cái hàng nào mà nó bằng 0 thì là cái phím mới được nhấn. Thì thời điểm thứ hai các bạn, bạn sẽ gửi cái dữ liệu 0 ra cho cái cột thứ hai nè. Còn lại là bạn sẽ gửi mức 1 ra cho những cái cột còn lại. Thì bạn sẽ xét từ cái phím S2 này cho đến là S14 á, thì giao điểm của cái hàng và cột nào bằng 0 á, thì là phím nó được nhấn. Tương tự đối với cột thứ ba và cột thứ tư cũng vậy luôn. Đấy, thì tại một thời điểm bạn gửi cái mức 0 ra cho một cột, rồi bạn đọc cái giá trị của hàng vào, thì giao điểm giữa cái hàng và cột nào bằng 0 á, thì cái phím mới được nhấn. Thì với phương pháp đó thì ta sẽ đọc được là 16 phím nhấn trên cái ma trận phím 4x4 của mình. Thì cái S1 này là giao điểm giữa cái hàng thứ nhất này nè và cái cột thứ nhất. Rồi tương tự đối với những cái phím còn lại. Rồi sau đây mình sẽ đi vào phần viết code và nạp code cho cái kit lập trình của mình. Thì bạn vào cái phần mà giao tiếp với ma trận phím nè bạn. Bạn vào cái bài số 2 nè, bạn mở cái reset này lên. Thì đầu tiên bạn cũng gọi lại cái main.h nè. Rồi là bạn khai báo cái LCD của mình nè, từ cái chân D4, D7 nè. Rồi là khai báo là ba cái chân RS, RW và NEBO. Rồi tới là mình sẽ khai báo cái cột của mình. Thì cột mình sẽ được nối ở cái chân là cái D nè, từ D1 đến D4. Thì cái hàng của mình sẽ kết nối với cái bọt A này, từ là A3 đến A6. Rồi mình có một cái, rồi mình khai báo một cái mảng để chứa cái dữ liệu gửi ra cái LCD. Rồi ở đây mình sẽ định nghĩa cái ma trận phím của mình đó bạn. Thì ví dụ như thì ở đây mình quy định cái hàng thứ nhất và cái cột thứ nhất là cái số 0. Thì ở đây là do mình tự quy định thôi. Còn nếu mà bạn muốn đổi lại thì bạn đổi cái giá trị này lại. Rồi là giao điểm giữa cái hàng 1 và cái cột thứ hai là cái số 1. Thì chúng ta sẽ tạo được ra một cái mảng hai chiều là 4x4. Có 4 hàng và 4 cột. Thì cái giá trị mà giao điểm giữa hàng và cột thì mình quy định như là cái mảng hai chiều này. Rồi bạn có khai báo một cái biến là khay để trả cái giá trị của trên bàn phím về để mình hiển thị LCD. Rồi mình cũng khai báo là cái hàm sung lóc và cái hàm GPIO. Rồi ở đây mình cũng có một số hàm cho LCD nè. Rồi ở đây mình khai báo ba hàm phục vụ cho cái việc viết code của cái ma trận phím 4x4 của mình. Cái hàm khay 4x4 boot các bạn là mình sẽ kiểm tra coi là có phím nhấn hay không nè. Còn cái hàm khay 4x4 check cột là mình sẽ gửi cái dữ liệu mức 0 ra cho cái cột đó, rồi bắt đầu mình sẽ xét hàng. Rồi là cái hàm mà trả về giá trị nè, get key nè, là mình sẽ trả về giá trị trên bàn phím của mình để mình hiển thị LCD. Rồi đi vào hàm main nha. Thì đầu tiên bạn cũng gọi lại cái hàm clock và GPIO nè. Rồi bạn khai báo cái hàm khởi tạo LCD, rồi bạn hiển thị cái chuỗi ra LCD của mình. Rồi bắt đầu là mình sẽ hiển thị ký tự lên bàn phím nếu mà bàn phím mình là có nhấn. Rồi bây giờ mình sẽ nói về ba hàm mà viết cho cái ma trận phím 4x4 nha. Thì bạn chú ý một cái ở đây là bạn khai báo cái hàng của mình là cái ngõ vào nha bạn. Tại vì lúc này là mình đọc cái hàng của mình vào nè. Còn cái cột là ngõ ra, là mình gửi cái mức 0 để mình quét cột.
Rồi ở đây là mình khai báo cái chân của LCD. Rồi mình đi vào cái hàm khai 4x4 boot nha bạn, thì cái hàm này sẽ trả về cái giá trị là 0 hoặc 1. Nếu mà là có nhấn thì trả về 1, còn là không nhấn trả về 0. Có nhấn các bạn, tức là bạn đọc từ cái hàng thứ nhất đến hàng thứ tư thì cái hàng nào bằng 0 thì cái hàng đó có nhấn. Rồi đi vào cái hàm mà khai 4x4 check cột, thì ở đây mình có một tham biến đó là cột nè. Thì cái cột này mình sẽ cho nó chạy từ 0 đến 3, tức là mình sẽ quét từ cột thứ nhất đến cột thứ tư. Ban đầu bạn cho cái cột mình nó bằng 1 hết nè. Rồi cái if else ở đây là tại một thời điểm bạn gửi cái mức 0 ra cho một cột, rồi bạn đọc cái giá trị hàng vào. Thì nếu mà cột bằng 0 thì mình gửi ra cái cột thứ nhất nè. Rồi tham biến mình bằng 1 thì mình gửi mức 0 cột 2, tương tự cho đến là cái cột thứ tư. Đó thì tại một thời điểm bạn chỉ gửi ra mức 0 cho một cột thôi, rồi bạn đọc cái giá trị của cái hàng vào. Rồi cái hàm getKey. Thì cái hàm getKey này bạn nó sẽ trả về cái giá trị 8 bit, tức là cái giá trị mà có cái vị trí ở trong cái mảng key của mình á, là cái mảng mà có cái ký tự mà mình quy định á. Thì ban đầu á bạn cho cái cột mình bằng 0 hết nè, rồi bắt đầu mình xét nè. Thì vào cái if này bạn sẽ xét coi là có nút nhấn hay không, thì mình sẽ gọi lại cái hàm boot này nè. Nếu mà bằng 1 á thì mình phát hiện có nhấn, rồi mình chống nhiễu nè, rồi mình xét thêm một lần nữa là chắc chắn có nhấn hay không. Nếu mà chắc chắn có nhấn thì mình nhảy vào cái hàm for này. Thì cái hàm for này các bạn nó sẽ đọc từ cái hàng thứ nhất cho đến hàng thứ tư, giao điểm giữa cái hàng và cột nào bằng 0 thì cái phím mới được nhấn. Ví dụ như ban đầu y bằng 0 nha, thì nó sẽ gọi lại cái hàm check cột nè, thì sẽ gửi cái tham biến mình vô đây là 0. Thì 0 thì mình sẽ gửi mức 0 ra cho cái cột thứ nhất của mình nè. Đó, rồi gửi cột thứ nhất đúng không? Rồi mình sẽ xét coi là cái hàng thứ nhất nè cho đến hàng thứ tư nè là cái phím ở hàng nào được nhấn. Thì nếu mà cái hàng nào bằng 0 thì cái phím mới được nhấn. Ví dụ như là cái hàng 1 của bạn bằng 0 nha, thì cái key 4x4 của bạn thì nó sẽ trả về cái giá trị là key 4x4 ở vị trí 00 nè. Vị trí 00 của bạn là cái số 0 này. Đây là vị trí số 0. Thì vị trí số 0 của mình là cái hàng 1 và cột 1. Thì cái hàng 1 và cột 1 của mình là được nhấn. Rồi đến là nếu mà cái hàng 1 bạn không được nhấn nè, thì nó sẽ xét cái hàng thứ hai là cái elif của bạn nè. Giả sử như hàng thứ hai bạn được nhấn nè, thì hàng 2 bạn bằng 0 nè, thì nó sẽ trả về cái getKey 4x4 10 nè bạn. Thì tại cái vị trí mà 10 á thì mình sẽ có là cái hàng thứ hai và cái cột thứ nhất. Rồi tương tự với cái hàng 3, hàng 4 vậy luôn bạn. Rồi đi vào hàm while nha, thì cái key của bạn bằng cái key 4x4 getKey nè, tức là anh sẽ trả về cái giá trị ở trên bàn phím của mình cho cái key này. Thì nếu mà cái key này là khác 0, tức là khác cái giá trị rỗng, thì là mình sẽ là hiện cái ký tự này lên LCD nè. Rồi bây giờ mình biên dịch nha. Rồi bạn mở cái phần mềm nạp code lên. Bạn load cái file main.x19 ra. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là nạp code cho cái kit lập trình của mình. Thì sau khi bạn nạp code xong, bạn nhớ bật switch cấp nguồn cho LCD lên nha. Rồi bạn bật cái switch cấp nguồn cho cái mặt trận phím lên luôn. Rồi bạn bật nguồn. Đó thì lúc này bạn thấy là cái LCD của mình là hiển thị cái chuỗi là mã phím nè. Rồi bây giờ bạn nhấn nha. Bạn nhấn cái S1 của mình á. Cái S1 của mình là giao điểm giữa cái hàng 1 và cái cột 1 nè, là số 0 nè. Rồi cái S2 của mình á là cái giao điểm giữa cái hàng 1 và cái cột thứ hai nè, là cái số 1. Đó rồi là S3 của mình nè. S3 của mình là giao điểm giữa cái hàng thứ nhất và cái cột thứ ba là số 2. Thì những cái ký tự trên bàn phím này các bạn là do mình quy định trong cái mảng này nè. Thì bạn muốn là ký tự ở trên cái bàn phím mình là cái số hoặc ký tự nào đó, thì bạn có thể đổi lại trong cái mảng là key 4x4 này là mảng 2 chiều. Rồi thì bạn nhấn tương tự đối với những cái phím còn lại nè. Như S5 nè, rồi S6 nè,